tìm ít dựa vào quan hệ chia hết. Thì các bạn cần nhớ kiến thức đó là A chia hết cho C, B chia hết cho C. Thì từ đây suy ra A cộng B hoặc trừ B sẽ chia hết cho C. Hoặc A chia hết cho D, B chia hết cho D, C chia hết cho D. Thì từ đây suy ra A cộng B cộng C sẽ chia hết cho D. Được chưa? Vậy để chứng minh A 12, 45 cộng X chia hết cho 3, ta lập luận. Ta có 12 chia hết cho 3, 45 chia hết cho 3. Và 12 cộng 45 cộng X chia hết cho 3. Nên đây chia hết cho 3, đây chia hết cho 3. Vậy muốn cả cái tổng này chia hết cho 3 thì X phải chia hết cho 3. Mà mình biết rằng X, vậy suy ra X thì X nè, các bạn nhìn vào cái dấu chia hết này nè, thì X nằm bên tay gì à? Tay trái nha các bạn, tay trái nha, tay trái của mình. Đó, thì nhớ khi gặp dấu chia hết mà X nằm bên tay trái, hay còn gọi là biến nằm bên tay trái, các bạn nhớ đó là tìm bội. Vậy X thuộc bội của 3. Bội là nhân, nhân 0 được 0, nhân 1 được 3, nhân 2 được 6, nhân 3 được 9, vân vân và vân vân vân.